Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một cái xác chết cháy đến dị dạng trong khu rừng vắng để hé lộ một vụ án mạng trùng mình. Tưởng đang vớ được cổ lạ, nào ngờ sự nhầm lẫn tai hại đã dẫn đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người trong cuộc. Được biết, tình tiết trong vụ án này vô cùng éo le khiến cho cơ quan chức năng không khỏi đau đầu rối trí. Chi tiết về vụ án này như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Chiều ngày 5 tháng 12, ông Đinh Văn Ngạch, sinh năm 1946, ngụ thôn Đá Cốc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, lên khu rừng mình trông coi để săn bắn, phát hiện khoảng rừng bằng phẳng cháy rụi. Đặc biệt, gần đó xuất hiện một vật thể lạ, đã cháy phía ngoài đen thui do lửa đốt, dáng hình giống hệt như một con tinh tinh. Ông Ngạch kiếm dây rừng, kéo xác vật thể quý về làng. Xác con tinh tinh đã bị biến dạng, cháy xém, đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài, hai bàn tay co quắp, móng tay khá dài, chi trước phồng lên. Do bị cháy nên cầm hất lên, cổ rụt, khuôn mặt co lại khiến cả hàm răng nhe ra trắng nhẫn. Cả làng kéo đến xem, hàng chục người hồ hởi xẻ thịt tinh tinh nấu cao ngâm rượu uống. Không ai ngờ con tinh tinh ấy lại là xác người. Vài ngày sau, khi một lão nông dân đã tìm thấy chứng cứ chứng minh đó là người tự thiêu, ba xe cảnh sát tìm tới vùng sơn thăm cùng cốc. Kết quả giám định ADN kết luận, con tinh tinh bị dân làng Đá Cốc nấu thành cao chính là một thiếu phụ gần đó. Tổng cộng hơn 20 người trực tiếp nấu cao và chứng kiến việc nấu cao con vật quý hiếm đều được triệu tập đến lấy lời khai. Tuy nhiên, tất cả những người này đều nhất loạt khai, khi đó không biết là xác người, chỉ nghĩ là con vật vì hình hài quá giống tinh tinh. Bản thân ông thợ săn, người đầu tiên phát hiện ra xác chết và mang về nấu cao, cũng một mực cho rằng khi ông lên rừng phát hiện con tinh tinh, khi đó đã có biểu hiện phân hủy nhẹ, ruồi nhặn bâu đầy. Chuyện xác người ông còn nhầm lẫn là tinh tinh, thì vì sao nạn nhân chết, ông không hề hay biết, mọi người thoát tội. Nhân chứng vụ việc cho biết, buổi chiều hôm công an xuống địa phương, chuẩn bị đưa tang vật cao tinh tinh lên xe ô tô về thành phố Việt Trì để xét nghiệm, thì tiếng chuông điện thoại tại bàn Ủy ban Nhân dân xã Thắng Sơn vang lên. Đầu dây bên kia giới thiệu là người của Ủy ban Nhân dân xã Yên Lương cùng huyện Thanh Sơn. Ủy ban xã này thông báo bà Đinh Thị Minh Thờ, sinh năm 1949, ngụ tại đội 7, xã Yên Lương, mất tích từ ngày 29 tháng 11 đến nay chưa tìm thấy. Khi đi, bà Thờ đeo dép tông màu vàng, đội nón trắng, khoác túi đựng quần áo, cầm một can đựng nước. Chưa cần kết quả xét nghiệm, nhưng vật chứng tìm thấy tại hiện trường đã đủ cho thấy 90% con tinh tinh chính là bà Thờ. Ông Đinh Văn Tây, em trai của nạn nhân cho biết, chị gái mình là con thứ hai trong gia đình, có 5 anh em. Lớn lên, bà theo học một lớp sư phạm, nhưng thời chiến tranh, đang học thì nhà trường giải thể, bà Thờ quay về sống với bố mẹ. Lúc đó, các chị em còn lại trong gia đình đều đã lập gia đình, ra ở riêng. Ở nhà chỉ có bố mẹ già ốm yếu cùng với ông Tây. Vậy là bà Thờ gánh vác trách nhiệm, cấy cày làm lụng, nuôi bố mẹ già. Tuổi trẻ bà nhanh chóng qua đi, cuối cùng không lấy được chồng, đành ở vậy ở với bố mẹ và em trai. Trong ký ức của người em trai, chị gái ông là người hiền lành, chăm chỉ, thường xuyên chăm sóc cha mẹ và các em chu đáo. Trước hôm mất tích, bà Thờ thường ở nhà chăn trâu bò, làm ruộng, nương rẫy cùng với vợ chồng người em. Cuộc sống dù vất vả nhưng đủ ăn, mọi người yêu thương nhau. Gia đình có người anh làm công an, công tác tại Sài Gòn. Trước khi mất tích, bà Thờ từng một thời gian vào trong Nam sinh sống với anh trai. Thời gian trôi qua, cảnh vật và cuộc sống thay đổi. Ông Tây vẫn nhớ như in, hôm chị gái mất tích là ngày 29 tháng 11. Sáng đó, vợ chồng ông đi làm nương rẫy sớm, con cái đi học, một mình chị gái ở nhà. Đến tối đi làm về, không thấy chị gái đâu. Vợ chồng ông hỏi han hàng xóm thì được biết. Khoảng 9 giờ sáng, thấy bà Thờ đi ra khỏi nhà, ra đường cái, bắt xe ngược lên hướng thị trấn Thanh Sơn. Sau 3 ngày, không thấy chị gái về, cũng không nhận được tin tức gì, gia đình bắt đầu lo lắng, bất an. Người em trai nhớ lại, khi đó gọi điện cho các anh chị sống trong huyện và người anh sống trong Sài Gòn, nhưng không ai biết bà Thờ đi đâu. Khi đã gọi điện đến hết anh chị em, bạn bè, người thân họ hàng mà không biết tin tức về chị, tôi đã báo cáo việc này lên chính quyền thôn, xã, đề nghị giúp đỡ tìm kiếm chị tôi. Ông Tây nhớ lại. Gần một tháng sau, gia đình mới phong phanh nghe được tin ở xã bên có sự việc một người chết cháy ở trên đồi đã bị nấu cao vì nhầm lẫn là tinh tinh. Ông Tây được công an mời ra ủy ban xã để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Đến lúc ấy mới hóa ra người chết cháy kia chính là chị gái mình. Ông Tây nhớ lại. Sau đó, công an giao cho gia đình tôi một hũ tiểu, đựng chiếc đầu lâu, túi bóng đựng cao, một số xương sẩu và vài cái khuy áo cạp tóc. Gia đình tôi rất sốc, không tin là người nhà của mình làm sao mà ra nông nổi này. Nén lại đau thương, gia đình tổ chức đám tang như bình thường cho người xấu số. Rất đông người dân làng tự nguyện quyên góp công sức, tiền bạc để đám tang tương tất nhất có thể. Sau hơn một ngày tổ chức theo đúng nghi lễ ma chay của người Mường ở địa phương,
Phần mộ người xấu số được chôn cất ở một gò đất cao, cách nhà khoảng 1 km, xây bằng xi măng kiên cố. Cái chết của bà Thờ vì động cơ gì mãi mãi vẫn chìm trong bí ẩn. Chỉ có lời khai suy đoán từ một nhân chứng duy nhất là ông Tám, người đã phát hiện ra sự thật tinh tinh chính là xác người. Đêm ấy ông đã chứng kiến vụ cháy ở ngọn đồi phía bên kia. Nhưng nạn nhân tự vẫn hay nạn nhân bị sát hại rồi đem lên đồi đốt xác phi tang vẫn không ai rõ. Sau sự việc, dân địa phương kể cho nhau rằng thời gian bà Thờ vào Sài Gòn sống với anh trai, gom góp được 2 đôi bông tai vàng nặng 2 chỉ. Hôm bỏ nhà ra đi, khoảng 17 giờ, bà đến địa phận xã Thắng Sơn, định bắt xe đi La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ. Bà dừng lại ở trạm chờ xe 318 một hồi lâu, nhưng không có xe nên quay đầu trở lại. Sau đó bà mất tích rồi phát hiện ra xác cháy ở trên đồi. Khoảng cách từ trạm chờ xe 318 đến ngọn đồi phát hiện xác chết là 3 cây số. Khoảng cách từ nhà bà đến chỗ xác chết là khoảng 10 cây số. Theo suy đoán của một số người, sau khi bà Thờ không bắt được xe, định quay đầu trở lại thì bị kẻ xấu sát hại, cướp đôi bông tai bằng vàng. Sau đó mua xăng, lôi xác lên đồi, gom củi lại đốt xác phi tang. Suy đoán này khá có cơ sở, vì sau đó những đồ dùng của bà đều được tìm thấy, riêng đôi bông tai bằng vàng thì không thấy đâu. Dù có bị cháy, vàng cũng không thể tan ra thành nước ngấm xuống đất. Nếu không bị cướp, thì có thể một ai đó sau này khi đến hiện trường vụ cháy đã nhanh tay đút túi. Tuy nhiên thôn trưởng Đá Cốc Hoàng Văn Dũng cho biết, theo điều tra của công an, nạn nhân chết là do tự vẫn. Bà Thờ sống một mình không con, trong thời gian đó lại xích mích với gia đình của em nên bà đã nghỉ quẩn. Sau khi không bắt được xe đến được nhà của người quen, bà đã mang chiếc can nhựa đi mua xăng, sau đó lên đồi thu dọn củi rồi tưới xăng châm đốt tự thiêu. Kết luận chính thức của cơ quan điều tra lại không thuyết phục được người thân của bà Thờ. Em trai nạn nhân cho biết, chị gái mình có thói quen mang theo can là để đựng nước uống khi đi xa, nhất là đi tàu xe. Hơn nữa, không lý do gì mà bà lại đi đến một nơi xa xôi như vậy mới tự vẫn. Ngoài ra, nếu có ý định tự tử, thì tại sao khi rời khỏi nhà bà lại mang theo túi quần áo? Ông Đinh Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thắng Sơn cho biết, công an đã vào cuộc điều tra cặn kẽ sự việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Nên dù có thể, vẫn có một vài uẩn khúc, nhưng lý do tự thiêu vẫn là lý do có sức thuyết phục nhất. Về sự việc người dân nhầm lẫn tai hại, xác người lại tưởng là xác động vật nên đem về nấu cao, ông chủ tịch xã cho rằng đây là tai nạn đau lòng không ai muốn xảy ra. Giả như khi phát hiện vật thể lạ, người dân không vì một chút hám lợi mà báo ngay cho lực lượng chức năng địa phương xuống kiểm tra xử lý thì đã tránh được sự việc đáng tiếc như đã xảy ra. Ông Hoàng lý giải thêm, hiện nay diện mạo xã Thắng Sơn đã thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao. Tuy nhiên, những năm về trước, nơi đây còn hẻo lánh, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức của mọi người lại còn hạn chế. Đấy cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại trên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!